Okay, now we learn the new word first in unit 23. A bathroom, a living room, a kitchen, a backyard, a front yard, a garage, under, next to, the college hour. Chẳng ở nó mới ra chùm luôn mùi. A bathroom, a living room, a kitchen, a backyard, a front yard, a garage, under, next to, the college hour. Okay, everybody, now we start our lesson. Unit 23, my cool house. Máy cái máy, máy rồi bọc nhóm, cô lấy cái cô này thòm đá cho người ta sẽ chạm chung mình ấy. Háo tẹt mà đặt tẹt, chạm chung rồi bọc nhóm. Đá bịa máy cô háo nó mình này dạng này, lọc mê rên này. Nó có lọc mê rên này cứ mình cô ổng lõng trong ở bộ chạy. Ask and respond the question. Mình là chết xuống hay đừng chạy tốt lâu xung lù bắt căn để cho bạn hãy nó không mê rin đi phòng đá lúc rù bàn cho mê rin đi phần lập chi video chạy bồn riêng bần tốt bị bồn riêng lâu xả lạ cùng nó cứ trong phần rừng chui phần rừng chùm lên đằng bồn ở chết khi sao ổng lế khăn mùi cùng rất tiệt chỉ sẽ ôn bộ đại diện sau hôm nay mơ video lục rú nó về na các bạn tầm khăn cứ ôn tụm này hãy ôn chơi chặt riêng đại cuốn này ok tập việc chập ra mới điện bao nhiêu unit 23 my cool house where's are my things ta rồi bỏ nhóm nó ăn à thổ bỏ nhóm nó cứ nó ăn nè. Look at the pictures. Relate mơ rụp hiếm. What do you do here? Ta nè thua vầy khá nó tìm nè. Tell your partner. Prap đại cú rồi bỏ nè. A, B, C, D, E, F, G. Ok. A bathroom. Bật tục tật. Where is the bathroom? Tập tục tật nó ná. Picture môi ná. A living room. Bật tục tật tục nhiều. A kitchen. Yeah, bài. A bedroom. Bật tục kế. A backyard. Tịt lìa khẳng kào tía. A front yard. Tịt lìa mục tía. A garage. Garage mình cứ cái lại như chọt lá nó hào garage. Okay, can you match this word to the pictures? Picture A, picture B. Okay. What are these photos of? Tao rụp hiếp tăng lính cứ đi dây em bị ấy. Guess the aimer. Tell your partner. Prap đại cú rồi bọt nè. Listen and check. Đạp hai pin nợt mở. Listen and repeat. Đọc hai nắng. Đi dây tạm. Chân rõ ca đọc thép bồn ảnh mới nó tùm qua kháng trọng. Phê. Viết cứ nó thép script. Bồn bấy chạy mà phê bấy chạy mùi. Chỉ tư tớ cứ bồn ảnh mới nó kháng trọng tớ làm bấy nghỉ xuống. Ok, tập. Listen. Tape script 8.23.1. A backyard. A backyard, a front yard, a bedroom, a garage, a living room,
kitchen. A kitchen. A bathroom. A bathroom. Okay. Now, is it a bad day or a good day? Tao vi ki chit ngay lo rư ko th ngay tao vi chit ngay mình lo rư ko vi chit ngay lo som rap da ra ti mơ tell your partner rap dai ku ro ba ne listen to da ra rap tao da ra did you guess right ta ne ti tram trau te. Okay, now listen. Type script 8.23.2. Tara's getting ready for school. He usually gets up late, but today he's up early. Tara's just had breakfast and is excited about school. He's getting dressed. Okay, now, Dara's getting ready for school. Mình là Dara đang ghi rịp chồm trên sạch. Tao sẽ là rin. He usually get up late. Quạt chỉ từ tao nó cứ cao bị đề dụ. Mình là cao bị kê dụ. But today, có bần tay ngay ni. He's up early. Quạt nó cứ cao bị bần lầm. Dara had just had breakfast. Dara nó cứ tớp tạc nhằm hà bê bật hai. And is excited. Hai rung phở bà. Ông bì xa la riêng. Mình hát rung phở bà. Tớ xa la riêng. He is getting dressed. Quả nó rịp chồng xa lịp bẹt rịp hai. Okay. Listen, order the pictures. Đáp hai đặt tam rung đáp đi rụp hiệp. Chẳng bốn ai đáp bán. Ôn mơ nó tụng bò khẳng trọng. Vì rồi mà phải muối cho mấy tapes 8.23.3 Starting the day. Đó. Tape script 8.23.3. Where are my socks and shoes, Mom? They're on the chair in the kitchen. Go and have a look. Mom, where's my book? It's not in my bag. It's in your bedroom. It's on the desk in your bedroom. Go and look. Mom, my pens. Where are they? Dara, they're in the living room, next to the TV. Mom, I can't find my homework. Okay, listen, order the pictures. Chẳng lúc bê bôn sẽ đọc thêm tầng ốc cư bôn trong mơ nó tầm bò càng trong này dự phẩu. Chẳng bôn trong mơ nó tầm bò tí. Vì rồi, bò phải muộn. Thêm point, thêm script 8.23.3. Starting the day. Okay, tỏ. Đọc tầng ốc nế. Tape script 8.22.3. Number 1. I live in reverse and face. Tape script 8.23.3. Where are my socks and shoes, Mom? They're on the chair in the kitchen. Go and have a look. Mom, where's my book? It's not in my bag. It's in your bedroom. It's on the desk in your bedroom. Go and look. Mom, my pens. Where are they? Dara, they're in the living room, next to the TV. Mom, I can't find my homework. Dara, go and have a look in the kitchen. Go and have a look in the living room. Go and have a look in the bedroom. Stop asking questions, Dara. But Mom, they're not there. I can't find them in the living room.
I can't find them in the kitchen, and I can't find them in the bedroom. Well, go and look outside then, in the backyard. In the backyard? But, Mom, I won't! Hi, Dora! I'm ready for school! Are you ready? Let's go! Tốt bốn bốn thằng ốc kia dừng mơ nó tùm bò bì rồi một phây mùi nắng. Được rút bỏ prai at the bot thêm nó hơi bốn sạp. Starting the day, mình là ca chạp đàm thằng ngày nắng. Đã ra đi dậy thá. Where's I my sock and shoes, mom? Đã ra xua mạng bà con nắng. Ta ta xong chương hai nâng sạch chương bọc nhóm nội ảnh áng mạng. Mãng cho lại thả. They're on the chairs. Phụ viên là lờ cậu ấy. In the kitchen. Đôi con ông tiệc bài. Go and have a look. Mình là tàu đồ mớ. Have a look nó cứ mớ. Cứ lệnh mớ. Mình là tàu đồ mớ lắm. Đại ra như vậy thả. Mám. Mà. Where's my book? Ta sẽ phô bọc nhóm nào ảnh á. It's not in my bag. Viên mình là con ông cậu ta bọc nhóm tệ. Bẹt bẹt nó mới là cắt tạp, rồi cắt thông, và ta mới liền những bỏ tha, cắt tạp. Mạng dây thả, it's in your bedroom, viết nó có nông bần tục kê như là bọc côn. Gió gió là bọt nẹ như thế. Cho người ta viết kia kia, viết nó có nông bần tục kê như bọt nẹ, là bọc côn năng. It's on the desk, viết nó là tóc in your bedroom, nó có nông bedroom là bọc côn năng. Go and lock, tỏ mớ. Đã ra dây thả, mạng mạng. My pants, bây giờ bọc nhóm, bây giờ bọc côn. Vì ai đây, tao phụ viên nói anh á. Mạng gì đó, hả? Đã ra. They're in the living room, phụ viên nó không bằng tục tự nhiều. Next to the TV, nó chọc nâng tu rồi tu. Đã ra. Mom, I can't find my homework. Nhưng mà ai rộp. Homework bọc nhóm khởi như thế. Mạng dây thả, đã ra. Go and have a look in the kitchen. Tàu hơi rộng mơ có nông tẹp bài yếu. Go and have a look. Tàu hơi rộng mơ nó có nông bật tục tục nhiều. Go and have a look in the bedroom. Tàu hơi rộng mơ có nông bật tục kê nhau. Stop asking questions, đã ra. Chụp xua xùm nuôi cháu nó, đã ra. Chụp xua cháu nó, đã ra. Khi xong ra, bà thằng cậu stop. Vì này tha dừng. Thay mãi anh chị. Stop asking. There are but mom. Có bần tay mà. They are not there. Phụ viên mà nấu tin được tế. I can't find them in the living room. Nhưng mà nãy rộng phụ viên. Nó có nông bật tục tự nhiều bàn tế. I can't find them in the kitchen. Nhưng mà nãy rộng phụ viên. Nó có nông tẹp bài bàn tế. And I can't find them in the bedroom. Hãy nhóm mình ai rõ phụ viết nó có nóng vần tục kế bàn thề. Mom, well, go and look outside. Tao rõ khẳng cáo anh chẳng. Đến nó bỏ ra anh chẳng. Mặt bỏ ra mình tỏa một cái năng. Đến nó nó còn chọn một dấu dụng bỏ ra anh chẳng. Đến. In the backyard, nó tiết liệu khẳng cáo thề. Đã ra, in the backyard, nó tiết liền khỏi tia rứ. Bạn mầm, có bình tay mạng. Xin ở vô, chụp ở vô. Ở vô. Vậy thật. Hi, Dara, sister Dara. I'm ready for a bus station school. Rồi khi em rủi rõ lại xong rạp. Chị làm. Mình để thả xa lá. Are you ready? Rủi rõ lại rứ. Let's go, tập. Now we turn back. Look at the sentences. Relate more for you. Then the group so many check. Roll card about Brad. Person phone stop at your back. Phone I. Lap star language. Look at the sentences. Relate more for you. And only. Answer the questions. Fly some low. A wall is in the box. A wall nó có nông bọc ọc, kẹt nâng bọc. A
A worm is on the box. A worm cứ nó lớp ọp kẹt nâng. A worm is next to the box. A worm nó chọp nâng ọp nâng. A worm is under the box. A worm nó chọp nâng, nó crawl nâng ọp kẹt nâng. Thick or cross. Đã thick rồi có cross. One. The pen is on the desk. Bích. Nó lớp tóc. The pen is on the desk. Bích nó lớp tóc. Two. She is in the bathroom. Niếng. Nó không bận tục tật. Three. A wall is under the bed. A wall cứ nâu crown. Crè. Four. His shoes are next to the chair. Và chừng bà quát nó chọp nó cậu ấy. Five. The cat is on the bed. Chma nó lớn. Crè. There are socks. Sớm chương bỏ đá rá cứ nấu cáo tóc. Chẳng phôn mới khởi thế để sao rụt việc nó không bị ọt sớt chú bạc. Chẳng phôn bị bạc rồi mà thế. Bị bạc ra đã thích rồi có cọc mà thế. Listen to your teacher. Draw. Này sẽ đọc tập lưu hai nâng cụ. Chẳng tôi cảm thấy là những dương mình ảnh với bạn thế. Sa dương lưu thọt cho video chẳng hay tạm. Lật việc và lưu ảnh với bạn. Ask and answer question with your partner. Sua, hai nâng trả lời xung lúa, chỉ môi nâng đại cú được bọn nè. Are your drawing the same or different? Ta cùng lưu được bọn nè nâng ạ. Đôi cái nế, same, rưỡi có khóc lại cái nế, different. Where is the ball? Ta bàn nào ai ná? It in the box. Vì nó không bỏ ọc. Ở dân xu nghĩa là sai cu chấm dừng mình ai thưa sự cảm thiện năng bạn. Big house đẹp thống, small houses đẹp tội. Thế này khi dịp đẹp xa mai thông lớp. Này khi dịp đẹp xa mai bồ rán. Bồ rán cà phê bồ đồng phê chân năm muốn. Học thả phải dưỡng vì muốn dùng thư đẹp năng á. Tiếp theo bài cho này đặt cầm thở mục tiết hay đâm cả đâm ấy số máy muốn á bây giờ là số máy tầm lớp đấy cứ cái thôi chạy với tầm lớp tiết là về dựng số máy muốn cứ thôi tiết chứ giờ tầm lẽ chứ anh chồng cô vẫn không cả chồng cô còn tiết read quickly and dạng lượn much the text with the photos. Who gone at the bottom? Chỉ mỗi nó thuộc thọt. Hi, my name Vishna. Sus đấy. Chúng mua được bọc nhóm Vishna. I'm from Phnom Penh. Em một phí đi trong Phnom Penh. There are three bedrooms. Miễn bật tốt kênh bay. In our house. Nó có nông tiết là bao giờ. One for me. Mỗi xâm rạp nhóm, one for my mom, mỗi xâm rạp mạ rạp bọc nhóm hay nâng bà, and one for my sister, hay nâng mỗi tiết xâm rạp sister rạp bọc nhóm. Our house is big, tiết rạp bọc dưỡng cứ thông mà. We have a kitchen, dưỡng miên tiết bài mỗi, and a living room, hay nâng bận tốt tư tục nhiều. We watch TV in our living room, dưỡng mơ tù tù. Nó có nóng bình tốt tụ tụ như là bọc dưỡng. My sister and I play game. Bọn xoay là bọc nhóm. Hai nâng nhóm lên game. In our living room. Nó có nóng bình tốt tụ tụ như là bọc dưỡng. Because we don't have a backyard. Vì bữa dưỡng mình miễn tì tìa lê nào càng cao tẹt tì. We always have breakfast. Dưỡng ta anh ta hộp à bê bật in the kitchen. Nó không tiết bài. We have a big table there. Dương miên tóc là thông muối nó tí nụ. We sometimes have dinner. Dương chuyên cá hộp hà phê là nghề. In the living room. Nó không bận tốc tổ thuộc nhiều. While watching TV. Nó khả nạn đại mơ tù tù. I do my homework. Nhưng thử homework. Nó không bận tốc kế nó bọc nhau. I have a bathroom.
Nhưng miên bật tục tực muối. In my bedroom too. Nó có một tục kỳ là bật nhóm phòng trại. I take a shower. Take a shower, ngồi tực cả chuột. Take a shower, have a shower. Before I go to bed, muốn để nhóm tục kỳ. Every day, chỉ riêng ra tháng ấy. At 7 o'clock, nó mong trọng phí. I take a shower for an hour. Nhóm ngồi tất cả chuột dạp với mùi mọc. Hi, my name is Vutha. Today, một bọc nhóm Vutha. I'm from Kompong Cham. Nhóm mô phi Kompong Cham. There are three rooms in my house. Miến bận tục kê bấy. Nó có nộp tế bọc nhóm. The living room, bận tục tự tục nhiều. Mom and dad bedroom. Hai nâng bận tục kê rồi bọc mã hai nâng bà. And my sister bedroom. Hai nâng bận tục kê rồi bọc bọc bọn sạch nhóm. Chẳng apostrophe nó mới là rộp bọc. Còn bằng tay bởi xanh bia chùm rộn phôi chứ nạ. Nhưng đã apostrophe hề. Hoặc chẳng phải đã apostrophe hề. Nên là mình chạy thì cảm xất những là position. I don't have a bedroom. Khi ông mình miến, mình tục kinh mùi tế. I sometimes sleep in the kitchen. Khi ông chuồn cá kinh nó còn tế bái. And sometimes in the living room, hay chuẩn cá cây nó không bận tốt từ tụt nhiều, phong đại. Our kitchen is not in our house. Tiếc bài là bao nhiêu, mình nó không tiếc là bao nhiêu thế. It is next to our house. Vì nó chọc nâng tiếc là bao nhiêu. It's small, vì tốt. But everybody, có vấn đề đã rõ khăn nha, like our kitchen. Chủ chất tiếc bài là bao nhiêu. Especially, you will say, our cat, chmar about you, and our dog, hay nâng chai about you. We eat together in the living room, ra dưới, nhằm mấy chú mùi khía, nâng nóng bật tốt từ tù phiêu. We don't have a table, dưỡng mình miệng tóc mùi tề. We eat on the floor, dưỡng hộp nâu lưỡi cầm ra, đúng không? Lưỡi cầm ra. I like eating on the floor. Khiếm chui chân ốp nó lưu cầm ra. Floor nó cầm ra, rứt có cầm ra prom. Isn't that cool? Ta viên mình cool đấy hả? Cool nó như là thầy chết. So có cross. Mặt sâu sử bài chứ nó không cool lên. Oh, and we also have backyard. Oh, dưỡng miên tít lia càng cao tiệc mùi phong đài. It's got a lot of flower and tree. Vì miền đàm chơ, vì miền cá hay nâng đàm chơ chỉ trả. My sister, bọn sợi bọc nhóm. And I, hay nâng nhóm lên games. Nơi tí nước chỉ đứng rõ thằng ngày. And I sometimes sleep in our yard too. Hãy kiếm chuyên cao kê nâng nông à tí lìa yard. Bọc dơ phong đại. It's really cool. Ok. Person born, stop on bad bone height. Salang bên hay stop on all kit. Read again. Answer the question in your notebook. Mình đã ăn một đoạn tiết. Hãy chạy xong lúa lúc nóng notebook rồi nè. Chẳng bộ này ăn là tập bọt càng lờ nóng bật xa tiết. Hãy chạy xong lúa mà. Is Vutha from Kompong Cham? Đã một thả một phi Kompong Cham rứ. Yeah, he is. Rất là no, he isn't. Phần tái chậm lại kiến ghi yeah, he is. Does Vutha have a bedroom? Ta Vutha biến bật tục kê mùi rứ. Yeah, he does. Rất là no, he doesn't. Is there a backyard in Vutha house? Ta biến tít liê càng cỏ tia mùi rứ. Nó còn tia rồi bỏ Vutha. Yes, there is. Rất là no, there isn't. Does Vutha like eating on the floor? Ta Vutha chơi chật nhằm nó lời cầm ra rứ. Yeah, he does. Rứ còn no, he doesn't. Is Vishna house small? Ta bắt đầu bỏ Vishna tôi rứ. Yeah, it is. Rứ còn no, it isn't. Does Vishna do his homework in the living room? Ta Vishna chơi chật thôi homework bỏ quạt. Nó còn ngờ bận tục tự tục nhiều rứ. Yeah, he does. Rứ còn no, he doesn't. Work in your group.
Complete the table. Draw your house. Cú tiết là bọn nè. Khi ở dương thuê ca chỉ cú. Vẫn ta để xa là cú thọt cho video chẳng bốn màn ách thuê ca chỉ cú bản thế. Where is your house? Tập tiết là bọn nè nào ai ná. It is by the beach. Vì nó chết nơi xa mất. Near the river. Chết thật lễ. On the mountain. Nơi lợi phân hùng. How many bedrooms are there? How many living rooms are there? How many kitchen are there? How many garages are there? Is there a backyard? Is there a front yard? Backyard là tí liên là cửa tiền, front yard là tí liên một tiền. What color is your house? Pink, bọc cà chúc, blue, bọc hiếu, black, bọc máu, orange, bọc tự cửa, other color, bọc là tài tiền. Who nó là? Me, khi nhóm, friend mất tiền. Tell your class about your house. Prap thân ạ, ông bí, tiết ra bọn nè. Do your friend like it? Do your friend like it? Ta mất phẹt ra bọn nè, thằng ổn nóng chủ chật về thế. Our house is big. Tiết ra bọn dưỡng thùng. It's got 20 bedrooms. Vì mình mất tục kế một phẩy. It's black and brown. Vì bọt máu. Hãy bọt thân ạ. Ok. Để xa là cụ thọt video những bộ màn ảnh vừa sẽ cảm thấy bạn. What's your favorite room in your house? Ta bận tục để chơi chất sinh kê rồi bọn nè nó. Cứ vậy nó không tiếc bọn nè. Tell your partner. My favorite is the living room. Bận tục để chơi chất sinh kê rồi bọn nhóm nó cứ living room. Bận tục tục nhiều. I like watching TV there. Khi ông chơi chật mơ tù nấu tì nấu. Ok. Listen to Sopal, Popa, Dara, write the name. Who's like the same room as you? So say chmua, ta nà ná chơi chật bật tục đôi nhạc đài. Ok, now listen. Tape script 8.22.4. Number 1. What is Cambodia's money? A. Ta phone stop mà đoàn tiết mình là cứu chặt. Thế bởi phone stop. Chờ lòng. 8.23.4. Hi, I'm Dara. I like watching TV. I also like sleeping. I don't like doing my homework. Sometimes I help my mom do the washing up. Sometimes I don't like doing the washing up. Can you guess which room I like best in our house? Yes, the living room. I watch TV in the living room. I sleep in the living room. And I eat in the living room. It's the coolest room ever. Hi, I'm Sopal. I like playing football. I'm not good at playing football, but I like it. I like playing games with Awong too. He's so funny. I really like Awong. I like doing my homework. Sometimes Awong helps me with my homework. I don't like watching TV. I get bored when I watch TV. Can you guess what I like best in our house? Yes, the backyard. I play football in our backyard. I play games with Awong in our backyard, and I do my homework in the backyard. It's the coolest place ever. Hi, my name's Bopa. I like having a shower. I have a shower 5 times a day. I also like singing in the shower. It makes me happy. I like dancing too, but I dance when no one sees me. I can dance really well, but no one knows. I go here when I'm sad and angry. Can you guess which room I like the best in our house? Yes, the bathroom. I sing and dance in the bathroom. I brush my hair in the bathroom. I feel happy when I'm in the bathroom. It's the coolest room ever. Okay. Listen again, complete the sentence.
like watching TV, sleeping, eating. Like playing game with a wall, play and doing. I like brushing my hair and okay. Bọn ai mơ nơ tùm bò càng chóng. Đồng bày tiền tốt. Vậy đây bọn sạp. Ở mạnh mình đi. Và tạo lúc bỏ prai thêm như ai bọn sạp. Tại mà đó. Và sân bọn bị bạc sạp. Cứ bọn trông mơ thêm nơ tùm bò càng chóng. Rồi thêm tạo. Ok, tạo. The coldest room ever. Dara ni jay. Hi, I'm Dara. Susrek kyung Dara. I like watching TV. Kyung chui chất mơ. Tu lu tu. I also like sleeping. Nhung chui chất kinh phong đáy. I don't like doing my homework. Nhung mình chui chất vơ homework bọc nhung thi. Sometimes I help my mom. Chuyên cá kyung chui mạ ra bọc nhung. Do the washing up. Liệt trả. Do the washing up. Nó cứ liệt trả. Sometimes, chuyên cá, I don't like doing the washing up. Chuyên cá khi mình chưa chật. Liệt trả thế. Can you guess which room I like best in our house? Tên này ai tìm mơ tha bật tục mùi ná để khi ông chưa chật bằng phót nó không tiếc. Yes, the living room. Bạn tốt 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 nhiều. I watch TV in the living room. Nhưng mà tôi là tôi. Nó còn bạn tốt 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 nhiều. I sleep in the living room. Nhưng kê nó còn bạn tốt 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 nhiều. And I eat in the living room. Hai khi ông kê, hai khi ông nhằm. Nó còn bạn tốt 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 nhiều. It's the coldest room ever. Vì cứ chia bằng tục đại vì mình thiếp cọ cả đầu. Chị tì bằng phót. Hi, sức đầy, sức phót như vậy. I'm sức phót, nhóm sức phót. I like playing football. Nhóm chưa chật lên ba tốt. I'm not good at playing football. Nhóm mình bù cài kháng lên ba tốt thì. But I like it. Có bằng tay khi nhóm chơi chất việc. I like playing games with a wong too. Nhóm chơi chất lên game. Chỉ mùi năng a wong phong đại. It's so funny. Quạt nó cứ cập lại nhá. Phía nó là việc cập lại nhá. I really like a wong. Nhóm chơi chất a wong. Maintain. Really nó bật cọt. Maintain. I like doing my homework. Nhóm chơi chất thua homework là bọc nhóm. Sometimes chuyên cá I won't help me. Chuyên cá là I won't chui nhóm. With my homework. Chỉ mua nâng homework là bọc nhóm. I don't like watching TV. Nhóm mình chơi chất mơ tù tù thế. I get bored. Nhóm thôi nhá. Mình ra hỏi nhóm ập sốc á. Bored ập sốc mình thôi nhá. บัวบัวถอยเออถอยหรือก็อบสกแต่แต่ละนี้យើងបកថាអបសកแกតแกតនឹងនៃកម្រិតវាបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអបសកខ្លាំងណាពេលយើងប្រើแกត When I watch TV ដល់ពេលដែលខ្ញុំមើទូរទស្សន៍ Can you guess what I like best in our house? តើអ្នកអាចទាយបានទេថាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើង Yes, the backyard ទីធ្លាខាងក្រៅផ្ទះ I play football in our backyard. Nhóm mơ lên bà toàn. Nó có nóng thịt liệt tiệt. Ở càng cổ rạp tiệt bởi dưỡng. I play game. Nhóm lên game. With our. Chỉ mỗi nâng our. In our backyard. Nó có nóng thịt liệt tiệt bởi dưỡng. And I do my homework. Hay nhóm thuê homework bởi dưỡng. In the backyard. Nó có nóng thịt liệt càng cổ rạp tiệt. It's the coldest place ever. Vì cứ chỉ cần lại đẹp bên phía cọc đầu bông phật.
Bopha. Hi, my name Bopha. Từ đấy, chúa đồ bọc nhóm cư Bopha. I like having a shower. Nhóm chủ chất. Một tất cả chủ. Chứ như Prabhi have a shower các bạn. Rứa có get a shower các bạn. Have a shower có xong tốt. Ok, cứ bỏ ra. Tỏ tiết. I have a shower. Nhóm một tập cả chú. Five times a day. Bram đó. Có nó mùi thường ngày. I also like singing in the shower. Nhóm cho chật riêng chùm riêng. Nó bế một tập cả chú. It makes me happy. Viết vời khi nhóm đang sợ bài chật. I like dancing too. Nhóm cho chật rõm. Phong đại. But I dance when no one sees me. Có bàn tay. Khiêm rõm. Nó bề đài. Mình là nằm nẹ khởi khiêm. I can dance really well. Khiêm rõm. Lò mẹn tên. But no one know. Có bàn tay. Mình là nằm nẹ đằng tế. I go here. Khiêm tàu tí ní. When I'm sad. Nó bề đài khiêm. Khiêm rõm. Hai nâng khắc. Can you guess big room? I like best in our house. Ta này ai tìm mơ thả bằng tục mùi ná để khiêm chùa chật bóng phật. Nó có nóng tiết là bao giờ. Yes, the bathroom bằng tục tật. I sing and dance in the bathroom. Khiêm chuyến hai nâng rõm. Nó có nóng bằng tục tật. I brush my hair in the bathroom. Khiêm cọ sọ rồi bọc nhóm. Nó có nóng bằng tục tật. I feel happy. Khiêm sợ bài chật ná. Nó về lại nhóm nó có nóng bằng tục tật. It the college room ever. Ok, nó về đẹp ổn sạp nó cứ ọt cho bác ổn ảnh mở xa lặng với nhé. Hay mở thêm nó càng cái nó làm mây vô mộng bình. Nhi đi thêm đi vẫn ổn vô mộng ta. So phó rứa gặp bộ phái nâng ra ra và tục bày nắng. Ta mới ná. Chủ chật tự nhiên nó bật tục ấy chẳng á. Chủ mùa ấy sơ xê mó. Nẹ đã chủ chật được. Nẹ nó. Ờ, là những cái dân đó. What's your friend's favorite place in the house? Ta còn lại để chơi chất trình kê rồi bỏ một phép bọn này nó cứ còn lại ý kê. À vậy, nó không tiền, số xe mất. Do you like living room? Yes. Là những cái chồng ở phố xe á. Phụn ICC chụp mật kẹo bọc ổn á. Living room, bathroom, bedroom, kitchen, backyard, front yard, garage. Phụn còn đã đạp thích thích ấy. Chụp mật bình chụp mật ấy. Cảm ơn phụn đã thích cực đi. How many people ta mình một lúc bật mạng? In my group, people like living room. In my group, people like kitchen. In my group, people like backyard. In my group, they say like những cái phone thuộc cả chiếc cỏ. Chẳng là group thọ chỉ video, chẳng phone bị bạc. Chẳng còn là phone dưới này, sẽ xe cửa này. Và chẳng bị điện dưỡng cứ chọc vào nó. Thank you very much, all students, for watching and listening to me teaching you. Những xung ọc quân, ôn bộ ôn ọc lía. Để bàn chuyện này về với lía, mở video lục rút vì đàm lại chọc. Video này cứ bằng cả láng, nó gồm nó chú ý bộ đồng bày bùng rừng chụm lẹp, đặt bộ ôn mặt thép, bật tỏ bị bộ ôn, thì đến nào xa lạ. Dân cầm tha video đang ọc đại lục rút vật lật. Miền đã thật, bây giờ đọc bộ ôn, sắp đã tìm bộ ôn thằng ọc. Và xung ọc quân, xung chụm lẹp lía. Chụp lía miền đến tí một cây buồn. Goodbye.